Anh Mohamed Dager, một trong nhiều chủ quán cà phê ở thủ đô Beirut, không thể tổ chức các buổi xem bóng đá tại chính quán của mình. Nguyên nhân một phần là các quán cà phê đã không trả phí bản quyền cho mỗi trận phát sóng, nhưng quan trọng hơn là do khủng hoảng kinh tế đã khiến anh không đủ khả năng chi trả. Không giống như hồi năm 2010 khi các trận đấu World Cup trên truyền hình nhà nước được phát sóng miễn phí và tất cả chúng tôi được xem, bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ các quán cà phê phải thu phí tối thiểu 200.000 bảng ly băng, khoảng 5 đô la Mỹ theo tỷ giá thị trường hàng ngày cho mỗi ghế, bởi vì họ phải trả khoảng 3.000 hoặc 4.000 đô la để đăng ký mua bản quyền các trận đấu World Cup, tùy thuộc vào không gian của quán cà phê. Anh Ali Dugan, một chủ quán cà phê khác cho biết. Không như trước đây, tình hình ở Liban tác động tiêu cực đến cả World Cup. Mọi người sẽ nghĩ rằng thay vì trả 200.000 hoặc 300.000 bảng Liban cho một chỗ ngồi trong quán cà phê xem bóng đá, thì họ sẽ tận dụng số tiền đó mua nhu yếu phẩm cho gia đình của họ. Các chủ quán cà phê cũng không thể làm phúc được. Họ tính 200.000 bảng Liban cho một ghế ngồi nhiều lắm đấy. Hệ thống tài chính của Liban sụp đổ vào năm 2019 khiến nhiều người dân lâm vào cảnh khốn cùng, làm tê liệt các ngân hàng và thúc đẩy làn sóng di cư lớn nhất kể từ cuộc nội chiến 1975 đến 1990. Ông Mustafa Naji, 71 tuổi, một người chuyên bán cờ trên phố, mỗi khi diễn ra các trận đấu bóng đá và các sự kiện thể thao lớn cũng cảm nhận được khủng hoảng kinh tế tác động lên hoạt động cổ vũ cho World Cup ở trong nước. <laughs> mùa world cup này không giống như các mùa khác vì mọi người đã rơi vào tình hình khó khăn hơn và mọi thứ đều rất đắt đỏ thậm chí giờ đây không còn phát sóng các trận đấu trên tv bạn phải đến một quán cà phê và trả phí vào cửa như thể bạn đang đi xem phim điều này làm giảm niềm vui của world cup